Sáng ngày 16 tháng 5 năm 2024 nhằm ngày 9 tháng 4 năm Giáp Thìn, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp cùng Viện Chuyên tu và Chùa Quang Minh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tổ chức chương trình Giọt nước nghĩa tình cho bà con đang gặp hạn mặn tại xã Long Mỹ và xã Phước Long, huyện Dòng Trơm, tỉnh Bến Tre cùng đi trong đoàn có thượng tọa thích thiện thuận phó ban trị sự chánh thư ký ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam tỉnh bà rịa vũng tàu trụ trì viện chuyên tu đại đức thích thiện hưng trụ trì chùa tam bảo tỉnh đồng nai về phía lãnh đạo chính quyền có ông huỳnh minh phó chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh bà rịa vũng tàu bà đặng thị phượng phó chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh bến tre và các vị đại diện cho chính quyền, các ban ngành tại địa phương, xã Long Mỹ và xã Phước Long, huyện Dòng Trơm, cùng quý Phật tử cùng đồng hành. Thay mặt cho quý mạnh thường quân, Thượng tọa Thích Thiện Thuận có lời cảm ơn quý cấp lãnh đạo chính quyền đã tạo điều kiện cho đoàn được gửi tặng những phần nước tinh khiết đến bà con. Đồng cảm với những khó khăn của người dân nơi đây, với mong muốn lan tỏa lòng từ bi của người con Phật Thượng tọa Thích Thiện Thuận cùng quý Phật tử không ngại đường xá xa xôi chia sẻ bớt những khó khăn trong mùa hạn này với bà con xứ dựa nơi đây. Mong những giọt nước nghĩa tình giúp bà con vơi bớt khó khăn, vững niềm tin vượt qua mùa hạn mặn. Tại đây, đoàn đã trao tặng 3.000 thùng nước tinh khiết đến bà con, mỗi thùng 20 lít và 30 hộp nước yến, tổng trị giá 115 triệu đồng. Chuyến đi đã thành tựu viên mãn và khép lại trong sự hoan hỷ của phái đoàn, cũng như bà con đến nhận những giọt nước nghĩa tình.